Được đưa vào triển khai từ năm 2017, mô hình ngoại khóa Dung Chung Vàng mỗi sáng thứ hai đầu tuần tại trường Trung học cơ sở Chỉ Đạo huyện Văn Lâm trở thành giờ ôn luyện kiến thức ngoài trời lồng ghép trong giờ chào cờ cho tất cả học sinh trong trường. Chào cờ, chào! Đã từ 5 năm nay, sau những phút giây trang nghiêm chào cờ đầu tuần, cô và trò trường Trung học cơ sở Chỉ Đạo lại bước vào hoạt động thi Dung Chung Vàng. Mỗi tuần, lần lượt học sinh của từng khối sẽ bước vào phần thi đấu loại trực tiếp ngay trên sân trường. Nội dung thi chính là những phần kiến thức mà các em đã được học và ôn tập của tuần học trước. Hoạt động này được các thầy cô và học sinh gọi vui là giờ ôn tập ngoài trời. Con được giải nhất và cảm xúc của con rất vui. Cách thức là giúp cho con nhớ bài hiệu quả hơn là ở trên lớp và về nhà phải học thuộc bài và cuộc thi Dung Chung Vàng ạ. Thường là 4 tuần thì đến khối của con tổ chức ạ. Con sẽ ôn bài tập và học lại những kiến thức đã học. Các cô trong trường tổ chức Dung Chung Vàng giúp bọn con củng cố lại bài học cũ qua những câu hỏi. Mỗi chương trình Dung Chung Vàng diễn ra không chỉ là dịp để cô và trò của trường Trung học cơ sở Chỉ Đạo ôn lại kiến thức đã học, mà đây còn là cơ hội giúp tất cả các thành viên trong ngôi trường gắn kết và sẻ chia cùng nhau. Theo kế hoạch, để có thể tổ chức được hoạt động này, trước đó các thầy cô được giao nhiệm vụ sẽ phải tổng hợp, lựa chọn các câu hỏi từ các thầy cô bộ môn, sau đó lên kế hoạch chương trình và phân công nhiệm vụ cho từng người. Trước khi thực hiện một cái chương trình Dung Chung Vàng hàng tuần, thì chúng tôi phải biên soạn câu hỏi. Tức là thứ sáu là tất cả các đồng chí trong tổ khoa học xã hội, ví dụ là sẽ phải gửi tất cả những cái câu hỏi thuộc lĩnh vực môn của mình về. Sau đó thì về mail của tôi. Sau đó là tôi sẽ phải biên soạn câu hỏi theo mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và từ mức độ là dễ cho đến khó. Và có những cái câu hỏi làm sao để học sinh có thể vận dụng ngay những cái kiến thức cơ bản ở trên lớp các con vừa được học. Tôi muốn là các con phải cuốn vào cái trò chơi đó. Và khi mà các con được cuốn vào như thế thì tạo cái niềm vui, thực hiện đúng phương châm là mỗi ngày đến trường là một ngày vui. 5 năm vừa qua, chất lượng giáo dục của nhà trường cũng đã tiến bộ đáng kể, đặc biệt là chất lượng thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Hiện tại thì 5 năm vừa qua xếp top 3 toàn huyện và năm vừa rồi là xếp thứ 2. Sự thống nhất, đoàn kết và trách nhiệm của thầy cô cũng như học sinh từng khối trước mỗi giờ thi đấu cũng giúp cho giữa thầy cô và học sinh của ngôi trường này không còn khoảng cách, môi trường học tập luôn vui vẻ và hạnh phúc. Có thể nói, đây thực sự là một trong những mô hình học tập nên được nhân rộng hơn nữa tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh.